Để tạo một cái bài kiểm tra trắc nghiệm online, đầu tiên chúng ta cần một đề kiểm tra, soạn ra file Word. Ví dụ đây là đề kiểm tra môn vật lý 15 phút gồm có 5 câu. Chúng ta có file Word và công việc thứ nhất chúng ta chụp hình 5 cái câu này. Bằng cách chúng ta chụp hình bằng cách nhấn phím PRTSC ở trên bàn phím. Sau đó mở cái công cụ Paint. PAINT, Paint. Chúng ta mở ra. Rồi chúng ta nhấn trên bàn phím Ctrl V để nó dán hình ảnh vào. Sau đó ở góc phía trên bên trái, chúng ta click vào để chọn cái vùng mà chúng ta cần cắt. Sau đó để cắt chúng ta nhấn Ctrl X. Tiếp theo nhấn Ctrl A và nhấn phím xóa ở trên màn hình. Delete. Sau đó nhấn Ctrl V. Rồi chúng ta được cái câu số 1, sau đó nhấn Ctrl S để lưu. Vào cái thư mục chúng ta lưu, chúng ta tạo một cái thư mục như ví dụ như là kiểm tra vật lý 7. Lưu cái hình ảnh này là hình số 1. Xong, chúng ta quay trở lại file Word, tiếp tục chụp cái hình số 2 bằng phím PRTSC trên màn bàn phím. Tiếp tục. Đây là cái file cũ số 1, chúng ta phải tạo một file mới, đó là nhấn Ctrl N. Chúng ta sẽ có file mới và nhấn Ctrl V để dán vào, sau đó chọn cái công cụ cắt, chúng ta tiếp tục cắt câu hỏi số 2 ra. Nhấn Ctrl X để cắt, sau đó nhấn Ctrl A. Nhấn phím Delete, phím xóa ở trên bàn phím. Chúng ta nhấn Ctrl V. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl S để lưu hình số 2. Làm tương tự như vậy đối với câu hỏi số 3, số 4 và số 5, những câu hỏi tiếp theo. Rồi sau khi có 5 cái câu hỏi, chúng ta sẽ mở cái trình duyệt web lên và mở đăng nhập vào Gmail của mình, có Google. Trên góc bên phải trên cùng có chỗ là đăng nhập. Chúng ta sẽ đăng nhập vào Gmail. Sau khi đăng nhập vào, chúng ta có góc nhìn vào góc bên phải ở phía trên cùng, chúng ta sẽ có driver. Chúng ta vào đây, click vào chỗ driver này. Ở góc bên trái chúng ta có mới, vào ứng dụng khác ở phía dưới có Google biểu mẫu. Đây là giao diện, chúng ta có thể chọn màu mà chúng ta thích bằng cái thanh công cụ ở phía trên cùng. Chúng ta chọn màu cam đi, như vậy chúng ta thích màu nào thì chúng ta sẽ chọn màu đó, màu nền cũng có thể chọn được. Rồi sau khi xong thì đầu tiên chúng ta, cái phần 1 chúng ta sẽ ghi cái tiêu đề, đó là bài kiểm tra. Mô tả đó là 15 phút. Rồi ở phần dưới này chúng ta sẽ có tùy chọn. Chỉ toàn thứ nhất chúng ta sẽ chọn đó là họ và tên học sinh. Học sinh sẽ trả lời vào đây. Và chúng ta chọn ở phía bên phải có góc đó là bắt buộc. Tiếp theo, click vào dấu cộng, chúng ta sẽ có phần thứ hai, ví dụ như là lớp. Lớp này cũng bắt buộc luôn. Rồi phần số 3 là số điện thoại đi. Hoặc là tùy chọn nào, email hay gì đó là tùy mình. Rồi xong. Sau khi xong thì chúng ta sẽ quan sát ở bên phía tay phải này, chúng ta có thêm một cái phần khác. Rồi cái phần số 2 này là phần mà sẽ làm bài kiểm tra. Cái phần này là ghi là bài làm. Rồi đây là câu hỏi
Còn số 1 chúng ta đã vào hình ảnh này, chọn duyệt này, rồi vào cái thư mục lúc nãy chúng ta lưu hình ảnh á, chọn số 1, chúng ta open, mở nó lên. Rồi câu hỏi số 1 sẽ xuất hiện ở đây. Cái phần này chúng ta sẽ chọn là trắc nghiệm nhé. Rồi thì có 4 đáp án, chúng ta phải cho 4 cái tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là đáp án A. Rồi tùy chọn thứ hai B, thứ ba là C, nó sẽ tự động cho mình. Hoặc là nếu mà có một cái câu trả lời khác thì chúng ta thêm khác ở đây, còn không thì thôi. Rồi nên là đây là câu hỏi thì nó cũng là bắt buộc trả lời. Sau khi chọn câu hỏi xong thì chúng ta sẽ chọn cái phần điểm cho câu hỏi. Thì kéo lên phần trên ở chỗ cài đặt á, ở đây chỗ cài đặt chung này, thì nếu mà cho học sinh làm lại nhiều lần thì click vào đây là chỉnh sửa sau khi gửi. Hai nữa là cái thư xác nhận, đó là sau khi mà học sinh làm xong thì chúng ta có thể nói là câu trả lời đã được ghi lại. Rồi chỗ phần bài kiểm tra này chúng ta bật cái nút này lên để tự động nó công bố cái điểm sau khi mà học sinh làm, sau đó lưu lại. Rồi kéo xuống cái phần đang làm ở dưới đây, câu số 1, chúng ta sẽ thấy góc bên trái có chữ đáp án, click vào. À, ở đây có 5 câu nên mình sẽ chọn một câu như vậy là 2 điểm, còn trong cái bài kiểm tra thì chọn một câu là mấy điểm thì tùy mình. Đây. Rồi sau đó là thêm phản hồi. Thì ví dụ như là học sinh trả lời sai thì ghi đó là cố gắng em nhé. Còn học sinh trả lời đúng thì có thể ghi là em làm rất tốt để động viên phải lưu lại. À, sau khi chọn phản hồi xong thì chúng ta phải chọn cái đáp án đúng cho cái câu hỏi số 1. Ví dụ như là chọn đáp án là D chẳng hạn, là đáp án đúng. Rồi sau đó là xong, chúng ta lưu lại. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái câu số 1. Nhấn vào cái lệnh sao chép ở phía dưới thì chúng ta có câu hỏi số 2. Để có câu hỏi số 2 thì tiếp tục vào cái phần hình ảnh để đưa câu hỏi số 2 lên. Số 2. Rồi đây chúng ta có câu số 2 và chúng ta phải chọn đáp án đúng cho câu số 2. Ví dụ là chúng ta vào đáp án nha. Mỗi câu là 2 điểm. Chọn đáp án là B. Xong. À, làm tương tự cho câu hỏi số 3, số 4 và số 5. Sao chép. Rồi sau khi xong 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ kéo lên và chúng ta xem trước ở đây, chỗ con mắt này. À, ví dụ như họ tên là Nguyễn Văn A. Lớp. Số điện thoại. Thì cái phần này là phần bài làm của học sinh. Thì ví dụ như là sẽ chọn này. Rồi sẽ gửi đi. Đó, câu trả lời của bạn đã được ghi lại. Như vậy là học sinh đã làm xong và học sinh có thể xem điểm luôn. Đó là điểm, nó là được 2 điểm trên 10 điểm, tức là đúng một câu. Nếu mà học sinh muốn làm lại thì sẽ vào đây để làm. Rồi câu trả lời gửi phản hồi khác. Như vậy sau khi mà xong soạn mình kiểm tra mà nó đúng hết rồi á thì mình sẽ gửi cho học sinh. Đó là chúng ta vào cái phần ở bên phải trên cùng này, chúng ta thấy click là gửi. Ở đây có tùy chọn, có thể là gửi qua mail hoặc gửi đường link. Thì thường thông thường thì chúng ta sẽ click vào cái gửi đường link này này. Nhưng mà đường link này nó rất là dài thì click vào rút ngắn cái đường link này. Đó, sau đó là chúng ta sẽ sao chép cái đường link này. Sao chép cái đường link này chúng ta sẽ gửi lên cái nhóm, cái group Facebook hoặc là Zalo gì đó là để gửi cho học sinh. Thì sau khi mà học sinh truy cập vào đường link này,
truy cập vào đường link này thì học sinh sẽ thực hiện cái bài kiểm tra. Sau khi xong thì chúng ta sẽ kiểm tra cái kết quả học sinh bằng cách là vào cái chỗ câu trả lời. Ở đây có một cái bản tính, ở đây chúng ta sẽ tạo ra cái bản tính. Thì ở đây chúng ta sẽ xem được cái thời gian cũng như là điểm số họ và tên, cũng như các câu trả lời đúng sai của học sinh, từ đó thống kê.